nhiều thế. Nó quá to máy với của ông bà nội là vì ông ngoại không cho cầm thì nó quá bỏ cố tình đấy, cố tình đấy mẹ ơi. Nhìn thấy cậu cố tình đấy. Chết rồi, hắt xì hơi kìa con. Đánh trống đi, đánh trống đi. Phan ơi, Phan đánh trống đi. Cái cây cỏ gần đấy người ta còn đoán bão. Bão khi nứt to hay nứt không sao. Khi nào cái lá của nó còn đúng chắc không sao. Vâng này, câu đoán được câu này rồi.